Mến chào Xích Hoa Nguyệt, mến chào Xích Rạng Đông, kính chào Hiển Mầm, mến chào Thi Lâm, mến chào Trăng Thư, mến chào Minh Hương, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, mến chào Xích Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào Chị Tá, kính chào Việt Nam 2007. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Huynh, kính chào Đạo Tràng, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Huynh xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Huynh Quá Tha Ná đã thay mặt Đạo Tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nhật Huynh cũng xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Xích Rạng Đông đã mở room và cho nghe bài pháp tuần rồi của Ngài Tư Siêu. Dạ, kính chào Hoa Sen và vào Đạo Tràng. Dạ, ngày hôm qua, dạ, Nhật Huynh có thỉnh ý Ngài, dạ, Ngài sẽ vào giảng. Dạ, con thấy Ngài rồi. Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ, con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu vừa quan năm vào Đạo Tràng. Nhật Huynh kính mời quý vị cùng với Nhật Huynh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi Đạo Tràng chúng ta được Ngài Tỳ Siêu giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng ở ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ cho là nhóm kiều trận như được niệm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối nay cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con cung thỉnh ngài lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin được phép đọc phần chánh kinh và Huynh Quát Tha Ná có trước máy không cho Nhật Huynh một cho Nhật Huynh bài học Huynh ơi. Nếu Huynh không có trước máy thì Nhật Huynh mời Rạng Đông cho bài học nhân Rạng Đông. Dạ, con xin được đọc bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Khuất Thác Cá Nikaya Itibut Thác Cá chương 1, một pháp phẩm 3, bài 24 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Các xương của một người này các tỳ kheo chạy dài, lưu chuyển có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi vê lá. Như núi vê bút lá này, nếu có người thâu, người lượm xương lại, gìn giữ chúng không làm cho chúng hủy hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến.
chồng chất như xương người chỉ sống có một kiếp, chất đóng bằng hòn núi. Bậc đại sĩ nói vậy, đóng xương ấy được nói lớn như quê bút lá. Phía bắc núi Linh Thú thành núi Magatha. Người thấy bốn sự thật với chân chánh trí tuệ, khổ và khổ tập. Khổ và khổ tập khởi sẽ vượt qua đau khổ con đường thánh tám ngành dẫn đến khổ tịnh chỉ. Người ấy phải luân chuyển tối đa là bảy lần và bị đoạn tận khổ, đoạn diệt mọi kiết sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dược Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến Ngài ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào tất cả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh trong ý thức của tất cả. Trong bài kinh này, Đức Phật có đưa lên một cái hình ảnh minh họa, đó là đống xương. Nó như là một cái núi. Thì ở đây là chỉ cho cái sự luân hồi sanh tử. Santhavato Sangsarato, chữ Sangsara, Sangsara tức là cái luân. Tức là ý Đức Phật Ngài muốn nói rằng là cái dòng luân hồi vô thủy không tìm ra khởi điểm, không biết đã luân hồi từ lúc nào. Nhưng mà hãy xem cái thí dụ là trong suốt dòng sanh tử luân hồi đó, cứ mỗi một kiếp sống sanh ra rồi chết đi, cái thân xác da thịt bị mục rửa và chỉ còn xương chất đóng lại, nó nhiều như một cái quả núi. Đó là nói đến cái sự luân hồi sanh tử dịu dời. Khi mà đọc cái bài kinh này,
Chúng ta cần phải cảm nhận được một điều là cái sự luân hồi sinh tử mà chúng ta đã trải qua nó quá nhiều kiếp sống và quá nhiều cái sự khổ đau, bởi vì không phải kiếp sống nào ở trong dòng sinh tử luân hồi chúng ta cũng được sinh làm người, được quyền quý cao sang, có thức ăn, có cái ăn cái mặc đầy đủ, không phải được may mắn hoài hoài như vậy được. Có rất nhiều kiếp sống mà ta phải sanh xuống địa ngục do ác nghiệp mình đã làm, rồi hoặc là sanh vào cái loài ngạ quỷ Atula, hay là sanh làm loài bàn sanh từ cái loài thủy tộc ở dưới nước cho đến cái loài côn trùng ở trong lòng đất, đến cái loài thú rừng chạy trên mặt đất, hay là chuyền cành, hoặc là bay trên bầu trời như là loài chim chẳng hạn. Chúng ta đã trải qua nhiều kiếp sống làm cái thân bạc xanh như vậy. Thỉnh thoảng có những kiếp sống do nhờ chúng ta làm phước cho nên được sanh về cõi trời, hay là do nhờ tu thiền và được sanh cõi Phạm Thiên. Nhưng mà hiếm khi được sanh về cõi trời hay cõi Phạm Thiên, bởi vì thiện pháp ở trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta lại dễ vui trong thiện pháp. Mà khi chúng ta dễ vui trong thiện pháp, chúng ta làm không có chất chứa những cái thiện pháp thì làm sao mà chúng ta luân hồi sanh tử được sanh làm người, làm trời hay làm phẩm thiên. Bởi vậy có một pháp mà Đức Phật ngài dạy rằng pháp có nhiều tác dụng mà tuần rồi chúng ta đã học. Cái pháp đó sẽ đem lại, nếu được tu tập, sẽ đem lại lợi ích an trú hiện tại và lợi ích tương lai cho chúng ta. Tức là Appamado Kusale Sutthabesu, là không có sự dễ vui ở trong thiện pháp. Nhưng phần lớn chúng sanh thì đối với thiện pháp thì họ giải đãi, họ dễ vui. Hãy khuyên nhắc, khuyến khích đẩy thì họ mới làm. Có đôi khi làm rồi thời gian họ bỏ. Nhưng mà đối với ác bất thiện pháp thì chúng sanh khỏi dạy khỏi biểu là họ cũng làm. Khi mà tham sân si chi phối rồi thì họ động thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Bởi vậy cái cuộc luân hồi sanh tử phần lớn làm sanh xuống cõi khổ. Đức Phật ngài có dạy rằng: này các tỳ kheo, ít thay, là chúng sanh mệnh chung từ khổ nhân loại,
sanh lên làm chư thiên hay sanh lên là trở lại cõi nhân loại. Nhiều thai này các tỳ kheo là những chúng sanh mệnh trung từ của nhân loại sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Rồi Đức Phật lại còn dạy thêm nữa về ít được sanh làm người, làm trời, làm Phật thiên, mà rất nhiều cơ hội họ phải xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cái cuộc luân hồi của chúng ta dù rằng chúng ta được sanh lên cõi người hay cõi chư thiên hay cõi phạm thiên cũng đã là cái khổ do pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã chi phối. Dù chúng ta sanh về cõi nhân loại lắm tiền của, có dung sắc đẹp, chúng ta có năm dục lạc để hưởng thụ sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon sắc lạc, nhưng mà không phải người giàu không biết khóc, người giàu cũng biết khóc thưa quý vị. Thì có lắm tiền của cho nên họ phải bận tâm để họ gìn giữ cái tiền của đó. Họ khổ phải bảo quản cái tài sản không để cho nước lục quả hoạn, trộm cướp vô tịch biên và con cái nó phá sản, nỗi lo gìn giữ đó cũng là cái khổ. Chưa nói đến cái khổ là khi mà có tài sản nhiều bị trộm hay là bị cướp nó đoạt lấy, lúc đó người giàu cũng khổ. Hoặc là có tiền của nhiều đến từ vua quốc độ đi đến tịch biên tài sản mình cũng khổ. Như là chúng ta nhớ vào những cái năm sau 75, những người giàu được ghép cho cái tội danh là tư bản, được bị cướp lấy hết tài sản ra dùng kinh tế mới cuốc đất trồng khoai với hai bàn tay trắng. Biết bao nhiêu người họ khổ, nước mắt đầy mặt rồi phải điên loạn vân vân. Cái khổ đó thưa quý vị, người giàu họ cũng khổ. Còn nếu mà sanh là người mà thiếu cái phước báo mà họ phải bị nghèo khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ lành, họ khổ. Thì nói chung tức là trong cuộc sống này sanh vào cái loài địa ngục khổ của địa ngục, loài ngạ quỷ khổ của ngạ quỷ, loài bằng sanh khổ của loài bằng sanh, loài Atula có cái khổ của loài Atula, một loài người, người giàu có cái khổ người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Sanh làm chư thiên có cái khổ của chư thiên, sanh làm phạm thiên có cái khổ của phạm thiên. Vì khi mà hết tuổi thọ họ không có tạo được cái công đức gì ở trong kiếp sống đó, họ phải sanh xuống trở lại cõi dục giới này và phải chịu nhiều cái sự đau khổ vân vân. Chúng ta mô tả như vậy đây là để chúng ta hiểu được
cái khổ thống thiết của cái dòng sanh tử luân hồi. Quý vị đừng nghĩ rằng tại sao Đức Phật Ngài lại thuyết như thế này, Ngài đem cái hình ảnh một cái núi xương, một cái đồi xương, xương sóc, Ngài nói ra như vậy thì Ngài thuyết cái pháp gì, có ý nghĩa gì và có tác dụng gì? Ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu Đức Thế Tôn Ngài nói như thế này là để Ngài cảnh báo cho chúng ta biết là cái dòng sanh tử luân hồi xa xôi dịu dợi mà chúng ta đã trải qua không có đầu mối, không có khởi điểm cho đến bây giờ, không biết bao nhiêu mà kể về những cái kiếp sống sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết. Mỗi lần chết đi chứ, nếu mà đem chôn xuống đất hoặc là đem thảy vào rừng thì những cái xương đó chất đóng lại thành những cái que mà Đức Phật đã dạy ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, mai mốt chúng ta sẽ học tới. Là nếu mà cành nhánh ở trong cây trong rừng đó mà bẻ ra từng khúc rồi chất đóng lại cả cái khu rừng, không biết bao nhiêu là những cái đống trà, từ nơi những cái nhánh lá, những cái que thì cũng như vậy đó. Cây rừng, nhánh nhóc của cây rừng, trà que của cành khô bẻ ra và chất đóng, nó vẫn còn ít hơn so với hài cốt mà chúng ta đã bỏ xác trong dòng sanh tử luân hồi chất đóng lại. Đúng là một cái thí dụ mà như Phật thí dụ về cái đống xương khô ở trong cái bài kinh này. Ngài thuyết gì để làm gì? Kính thưa quý vị, những ai có trí tuệ biết suy xét và chúng ta cảm thấy ngao ngán sợ hãi cái dòng sanh tử luân hồi, và khi mà chúng ta đã ngao ngán cái dòng sanh tử luân hồi đó thì chúng ta có một cái sự ý thức để chúng ta chán và chúng ta tu tập. Trong bài kệ này Đức Phật đã nói rằng đống xương ấy được nối lớn như quê Vô Lát phía bắc núi Linh Thứ thành núi Ma Ca Thán. Người thấy bốn sự thật với chân chánh trí tuệ khổ và khổ tập sẽ vượt qua đau khổ, con đường thánh tám ngành dẫn đến khổ tịnh chỉ. Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái lối thoát
Chúng ta biết cái sự sanh tử luân hồi triền miên vô tận như vậy, nhưng mà cho đến khi nào mà chúng ta với cái chánh trí chúng ta tỏ ngộ được tứ diệu đế là khổ, nhân sanh khổ tức là khổ tập, diệt khổ là niết bàn, và con đường dẫn đến diệt khổ tức là đạo đế. Khi mà tỏ ngộ được tứ đế thì lúc bây giờ chứng đạo quả thấp nhất là quả vị tu đường quần. Thì khi mà đắc quả tu đường quần thấp nhất á, thì người ấy còn phải luân hồi tối đa là 7 lần. Tối đa là 7 lần sẽ đoạn tận mọi sự khổ và đoạn diệt mọi kiết sự. Đó là một cái thái độ mà người Phật tử chúng ta cần phải nhận thức. Đọc bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài không có chủ trương về bi quan, mà Ngài cũng không có chủ trương lạc quan. Khi mà Ngài trình bày về cái sự luân hồi đau khổ, sự luân hồi dài dẳng đã bỏ xác xương chất thành một cái núi xương, một cái núi. Ngài tuyên bố điều đó không phải là Ngài bi quan, là bởi vì sau đó Ngài có trình bày về cái con đường để dẫn đến cái sự chấm dứt khổ luân hồi này, đó là con đường bát chánh đạo. Như vậy là Ngài không phải là bi quan, Ngài đưa ra một cái lối thoát. Nhưng mà Ngài cũng không thuyết lạc quan, bởi vì Ngài không có hứa hẹn, Ngài không có hứa hẹn, Ngài không có hứa hẹn với chúng sanh rằng hãy cầu nguyện ta đi, hãy cúng dường ta đi, ta sẽ cứu rỗi, khỏi người làm thiện, khỏi người tu tập gì hết. Chỉ là lại Phật rồi cầu nguyện Phật sẽ cứu rỗi cho, đi về cảnh giới an lạc. Đức Phật Ngài đâu có hứa hẹn điều đó đâu, bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện không thể có. Bản thân của Ngài khi Ngài đã nhận thức được cái sự khổ khi còn là vị Bồ Tát, Ngài cũng phải từ bỏ tất cả cung vàng địa ngục, từ bỏ cái ngai vị đế vương để Ngài ra đi trở thành một vị sa môn ở chốn rừng sâu hành khổ hạnh 6 năm với bao cái sự đối khác nhọc nhằn, và cuối cùng Ngài mới đi theo cái con đường trung đạo và nỗ lực thiền định ở dưới gốc cây Bồ Đề, và Ngài lại thành quả chánh đẳng chánh giác. Không lẽ Ngài muốn giải thoát Ngài cực khổ như vậy, còn chúng ta thì sướng quá hay sao? Chúng ta chỉ cần ngồi cầu nguyện Đức Phật là đủ, là được giải thoát rồi. Nếu như vậy thì đâu ai thành Phật được chi, khổ quá. Nhưng mà ở đời nó không được về thứ gì, không thể nào có sự kiện đó. Thế cho nên Đức Phật Ngài không có hứa hẹn là Ngài cứu rỗi, cứu độ chúng ta.
thì Ngài không phải là một người của chủ sướng lạc quan. Có những sa môn và la môn ở bên Ấn Độ, họ còn chủ trương rằng là họ chủ trương tịnh hóa, là con người khỏi làm cái gì hết, chỉ cần hễ mà trải qua luân hồi đủ 500 kiếp sống là tự nhiên thanh tịnh, rồi tự nhiên được siêu thoát, khỏi cần làm gì hết. Đâu có trường hợp đó thôi. Nếu như mà chúng ta không có nhận thức được, không có dừng lại cái con đường tội ác để chúng ta nỗ lực tinh tấn hành thiện pháp, thì không bao giờ chúng ta thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Pháp Cú Kinh Đức Phật đã dạy rằng đi kha cha ra ca tô rất tiếc đi khăn san tát sa vô trần năng đi cô ba năng san sa rô sa măng ngụy cha đa tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Đối với người mất ngủ, họ thao thức trằn trọc, họ cảm thấy đêm dài. Nhưng mà cái đó là cái ảo giác của họ, vì họ thao thức trằn trọc cho nên họ có cái cảm giác sao đêm dài quá. Thực tế thì một đêm của người ngủ say và một đêm của người thao thức thì nó cũng cỡ chừng ấy thời gian thôi. Đường dài cho kẻ mệt, một cái đoạn đường chỉ với chừng ấy km. Hàng ngày chúng ta đi tới đi lui, đi tới đi lui thì chúng ta lúc khỏe thì chúng ta không thấy nó đường dài, nhưng mà khi mình đã mệt rồi thì mình ngao ngán cái con đường, tự nhiên có cái cảm giác con đường quá dài. Cái đó cũng là một cái cảm giác thôi, chứ con đường nó không có thể rút ngắn lại. Nhưng mà khi đối với một kẻ ngu si thiểu trí, không nhận thức được, không liễu tri được chánh pháp, tức là tứ diệu đế, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đến diệt khổ. Không có nhận thức được cái chỗ đó đó thì chúng sanh này mãi hợp lặng ở trong cái vòng sanh tử luân hồi, trong cái bể sanh tử luân hồi. Vì khi mà vô minh chi phối, họ cứ tiếp tục tạo ra cái phiền não luân hồi. Cái phiền não luân hồi đó, vô minh và ái, nó tạo thành cái nghiệp luân hồi cầm, gọi là cầm mô quá tám, tức là hành và hữu. Rồi khi đã có cái nghiệp luân hồi đó mới dẫn đến cái quả luân hồi, tức là có cái sự tái sanh, thức danh sắc, lục nhập xúc thọ, rồi sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u ai. Phiền não luân hồi là vô minh, nó duyên cho nghiệp luân hồi là hành. Rồi nghiệp luân hồi đó
nó tạo ra hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục dục, lục dục duyên xúc, xúc duyên thọ. Rồi cái cuộc sống đó nó mới tạo ra cái phiền não luân hồi là ái và thủ. Ái duyên cho thủ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Ái và thủ là gì? Phiền não luân hồi đó mới tạo ra cái gọi là nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi này tức là nghiệp hữu. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Rồi hễ có nghiệp hữu thì hữu duyên cho sanh già chết, sanh duyên duyên già chết, sầu quỷ hữu não. Cứ tiếp tục vậy, quá khứ tạo hiện tại, hiện tại tạo tương lai, cứ như thế đó chúng ta cứ xây vòng gọi là luân hồi samsara hay là gọi là quá tạp. Còn nếu như những ai là người trí, họ biết được chân diệu pháp, biết được chánh pháp, tức là họ biết được bốn sự thật, bốn chân lý. Khi có cái thân của quẩn này, sắc thọ tưởng hình thức, họ đã nhận ra được mang cái thân này là bắt đầu có sự khổ rồi. Hễ có thân này là có sự khổ rồi. Hồi mình mang một cái chiếc áo rách, sống trong cái cảnh bần hàn của người nghèo thì mình mang cái khổ khác. Nhưng mà khi mình đang làm ăn khấm khá, mình có tiền bạc, có cái nhà, nhà cao cửa rộng, kính cổng cao tường, thì cái người trí họ đã nhận thức được rằng cái giàu đó đi với cái khổ khác rồi. Họ luôn luôn nhận thức được gì? Thì như vậy họ nhận thức cái gọi là khổ đế, là chân lý vì sự khổ. Bởi vì tại sao? Vì cho dù có quyền quy chức phận, có tiền của dồi dào, nhưng mà có cái thân này, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Mất tuệ nguyện những điều mong mỏi là khổ. Nói tóm lại là có thân ngũ thủ quẩn này là khổ. Họ nhận thức được cái khổ đó là bắt đầu họ có cái hướng tu tập. Rồi chưa đủ, nếu mà nhìn thấy cái sự khổ đó thôi đó thì con người sẽ chán nản và bi quan. Cho nên phải tìm hiểu cái nguyên nhân mà phát lên sự khổ là cái gì, họ mới nhận thức được rằng chúng sanh ở trong đời này tiếp tục lăn trôi sanh tử luân hồi, đó là do cái tham vọng, do cái lòng ham muốn, do cái tanh ha, tức là tham ái. Được cái này muốn cái khác, được cái khác muốn cái nữa, muốn nữa, muốn nữa. Được kiếp sống này lại mong mỏi kiếp sống sau. Cái lòng tham muốn đó là ái, nó là tập đế, là tập khởi của sự khổ, là nguyên nhân của sự khổ. Nhưng mà bây giờ ở trong thế gian này, khi mà có hai cái chân lý là khổ và nhân sanh khổ rồi thì làm sao có cái lối thoát không? Có, Đức Phật này đã tuyên bố đó là Dukkha Nirodho, tức là sự đoạn diệt khổ. Mà sự đoạn diệt khổ ở đây là phải có trí tuệ, phải hiểu được rằng khi nào mà đoạn diệt được cái lòng tham muốn, cái ái tham đó thì mới chấm dứt cái sự khổ đau. Con người của chúng ta đó,
Thì do vô minh chi phối cho nên chúng ta không có nghĩ đến chỗ đó, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ cắt cái ngọn, không có cắt cái gốc. Khi mà chúng ta bị khổ như vậy, chúng ta không biết là cái khổ đó từ do cái sự ham muốn mà ra. Chúng ta cứ chấp thủ con ta, tài sản ta, cho nên chúng ta khổ. Nếu chúng ta biết được là chính bản thân mình cũng không có gì là của mình, không có gì gọi là ta là của ta, thì như vậy đâu có sự khổ. Cho nên ở đây diệt đế có nghĩa là Nibbana, Ni và cộng Vana. Vana nó đồng nghĩa với chữ Tanha là ái. Khi nào mà dứt tuyệt tham ái, Nibbana dứt tuyệt tham ái, thì lúc đó là không có sự khổ. Cái chữ Niết Bạn là chúng ta phiên âm thôi, chứ chữ Nibbana, chữ Ni và chữ Vana ở đây có nghĩa là đoạn tận tham ái. Đức Phật ngài thuyết trong Pháp Cú Kinh rằng như gốc cây bị đốn, gốc rễ chưa nhổ tận, thì vẫn phát triển đâm chồi. Cũng vậy, khi ái tham chưa diệt thì khổ này vẫn sanh hoài. Hãy hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng diệt trừ được ái tức là chấm dứt được khổ. Hiểu như thế gọi là hiểu được chân lý thứ ba. Nhưng mà bây giờ đâu phải tự nhiên mà con người đạt đến Niết Bàn được. Khi nào mà thật sự đã tu tập theo giới định tuệ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thực hành theo đó đó để đoạn trừ được tham vô minh, thì chính đó là cái con đường đưa đến Niết Bàn, đưa đến diệt đế. Nó phải có con đường để dẫn đến đạo. Con đường đó chính là đạo đế. Thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn thấy cái dòng sanh tử luân hồi xa xôi diệu vời ngắn quá, chúng ta không muốn tiếp tục có thêm một cái ngọn núi xương cốt của mình nữa, thì bây giờ hãy dừng lại đi. Dừng lại cái sự sanh tử luân hồi bằng cách là chúng ta với cái trí tuệ, với cái chánh trí, làm sao để chúng ta giác ngộ được bốn đế, khổ tập diệt đạo, đắc được đạo quả, tu được vườn là sơ quả. Diệt trừ ba kiết sử thấp là thân kiến và nghi giới cấm, giới cấm thủ, không luân hồi quá bảy lần nữa, không luân hồi quá bảy lần nữa, rồi sẽ đạt được cái sự giải thoát. Ráng thêm một chút thì đạt đến quả vị Tư Đà Hàm, tức là làm muội lược dục ái về sân. Đến đây thì
gọi là bậc thánh thứ hai, hay gọi là nhị đạo nhị quả. Còn luân hồi chỉ có một lần trở lại nữa thôi, cho nên gọi là bậc nhất lai Sakadagami. Tinh tấn nỗ lực thêm chút nữa đạt đến cái quả vị A-la-hàm, thì dục ái là sân đã được muội lược đó, bây giờ tuyệt trừ luôn. Như vậy đối với bậc tâm quả, bậc A-la-hàm thì năm hạ phần kiết xứ hoàn toàn tịch tịnh, không có hiện khởi. Bậc A-la-hàm nếu chưa đắc A-la-hán trong kiếp này thì lúc mệnh chung vì đó không còn sanh về khỏi dục giới nữa, mà sanh về khỏi phạm thiên sắc giới, khỏi tịnh cư xuất tha qua xã, và viên tịnh niết bàn ở đó. Còn nếu như ngay trong hiện tại mà đắc tu được quần tu đà hàm a hàm rồi, mà vì đó nỗ lực thêm cuối cùng đắc được a la tức là tứ đạo tứ quả, là tuyệt trừ năm cái thượng phần kiết xứ là ái sắc, cái sắc mạng phóng vật và vô minh, thì vị đó sẽ kết thúc sanh tử luân hồi sau khi mệnh chung sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, như vậy mới chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Cho nên trong cái bài kệ Pháp Cú mà Đức Phật nói rằng là kẻ ngu si thiểu trí, khi mà không biết được chánh pháp, tức là không biết được, không tỏ ngộ được tứ đế, thì mới khiến cho luân hồi dài kéo dài vô tận. Đã là tiền tiền vô thủy, tức là trước trước thì nó không có khởi điểm, mà hậu hậu vô chung, tức là sau nữa không có cái chung kết, không có cái, không có cái điểm kết thúc. Cái đó là chúng ta mệt lắm. Thôi bây giờ tiền tiền vô thủy, tức là bây giờ do vô minh chi phối, từ quá khứ cho đến bây giờ chúng ta đã luân hồi bao nhiêu đó đủ rồi. Xương của chúng ta đã những cái bỏ xác chất đầy một thành một cái núi xương cốt rồi, thì thôi bây giờ chúng ta tỉnh ngộ lại, chúng ta tu tập thiện pháp, chúng ta dùng trí tuệ hành thiền để chúng ta tỏ ngộ được tứ đế, và chúng ta làm cho cái kiếp vị lai của chúng ta nó có cái điểm kết thúc. Nếu mà đắc tu được quần thì chúng ta biết chắc rằng không quá bảy kiếp nữa là sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi. Đắc tư đà hàm thì không quá một kiếp nữa thì sẽ đắc quả giải thoát luân hồi. Nếu đắc a la hàm thì tạm thời quá sanh về cõi tịnh cư và niết bàn ở đó. Còn nếu đắc A-la-hán thì ngay trong cái sống hiện tại này chấm dứt luân hồi. Chúng ta phải nhớ cái dòng sanh tử luân hồi đó. Cái định mệnh ở trong tay của chúng ta thôi, chứ không phải do ai khác sắp đặt. Đức Phật đã tuyên bố rồi: Akhataro tathagata tamehi kicchan atapang. Như Lai là người chỉ đường, còn sự nỗ lực để đi theo con đường đó là do chính các. Hãy đi theo con đường này để thoát mọi khổ đau, tức là đi theo con đường bát chánh đạo. Đức Phật đã tuyên bố như vậy trong Pháp Cú Kinh. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập trước
tiên là chúng ta phải có một cái sự sợ hãi luân hồi, gọi là phá giá nhà ná. Chúng ta phải biết sợ luân hồi chúng ta mới tu được. Rồi kế đó là chúng ta phải nhàm chán cái thân này, gọi là nibbida nhà ná, phải nhàm chán. Khi mà chúng ta đối với luân hồi biết sợ và đối với thân ngũ quẩn này thì chúng ta biết chán đó, thì như vậy là chúng ta mới bắt đầu có cái cơ hội, có cái cơ may là chúng ta đi vào cái ngõ giải thoát môn. Còn ai mà tu mà còn yêu đời, thưa quý vị, còn lạc quan quá, hay là chưa ngán luân hồi, chưa sợ luân hồi đó, thì thôi, đừng có nghĩ đến cái chuyện mà giải thoát mất công đâu. Bởi vì khi mà chưa sợ hãi luân hồi, chưa nhàm chán thân này, thì tâm chưa sẵn sàng để ly tham, chưa sẵn sàng để ly tham. Bây giờ sau khi sợ hãi nhàm chán rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu ngồi yên lại. Và trước tiên là chúng ta sống, phải sống phản tỉnh với cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Hành động nào bằng thân mà mình đã làm rồi, phải phản tỉnh xem coi nó là thiện hay là ác, tốt hay xấu. Nếu mà thấy nó là thiện, là tốt thì mình nên quan hỷ. Còn nếu thấy mình đã làm cái điều bất thiện, điều ác thì mình nên dừng lại và không có, và chúng ta phải đi sám hối. Một cái thân hành nào mà chúng ta đang làm, chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta phải dừng lại, hoặc là chúng ta tiếp tục cái thân hành sẽ làm. Nếu mà sau khi phản tỉnh mà chúng ta thấy rằng cái hành động sắp làm đó nó là thiện pháp đưa đến hạnh phúc an lạc, thì chúng ta sẽ để chúng ta thực hiện. Còn nếu chúng ta thấy cái chuyện mình sắp làm đó mình nói là ác, bất thiện pháp, là nhân đưa đến khổ, thì chúng ta đừng bao giờ thực hiện. Rồi tu tập phản tỉnh về lời nói cũng vậy, rồi phản tỉnh về ý nghĩ, tức là ý hành cũng vậy. Sau khi tu tập phản tỉnh như vậy đó xong, chúng ta mới bắt đầu nhiếp tâm chánh niệm tỉnh giác, là bắt đầu chúng ta hành thiền, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ trước tiên đó, chúng ta phải chánh niệm cái đã. Tâm mình hồi nào giờ nó bay nhảy như là con khỉ mà ở trong rừng mà nó chuyền cành liên tục, nó không có ngừng nghỉ. Tâm này cũng dao động mạnh, chạy bên đây chạy bên kia. Bây giờ trước tiên mình hành thiền là bắt đầu quý vị ngồi lại. Bữa nay kềm tâm chưa được, ngày mai kềm tâm chưa được nữa, thì mốt lần lần cứ hạ, mỗi lần tới giờ thì ngồi lại là gom tâm vào trong cái hơi thở, để ý hơi thở ra, hơi thở vào. Hay là khi chúng ta đang ngồi, chúng ta đưa tay, chúng ta gãi ở chỗ nào đứng ngứa, chúng ta cũng đều nhận thức biết rõ mình đang gãi, cái ngón tay đưa lên tới đâu chạm và gãi, xong để tay xuống, chúng ta đều ghi nhận biết rõ từng động tác, từng cử chỉ. Như vậy gọi là chánh niệm. Chánh niệm một thời gian khi mà dài dặn rồi đó, lúc bây giờ cái trí tuệ, phải cho cái trí tuệ cái sinh khởi để chúng ta nhận thức được ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã, nhận thức được cái sự sanh diệt của nó. Đức Phật dạy, dạy cũng ở trong Pháp Kinh, Đức Phật dạy rằng vô và chát sát sa tăng chi quê à bát sanh ô bà giáp bà dâm e ca hang chi vê ta sa yô chi vê tăng sa yô.
Pasto Udayapayam, người sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Chúng ta cứ theo đó mà làm. Thì như vậy đó là cái đạo lộ tu tập của chúng ta, để chúng ta rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi lại, tự mình cứu lấy mình. Chứ cái cuộc luân hồi diệu dợi này không có ai bàn, không phải là Đức Phật Thầy cứu rỗi chúng ta thoát khỏi cái sự luân hồi đâu thưa quý vị. Ngài chỉ vẽ cho chúng ta con đường thực hành để đưa đến thoát luân hồi, tự chúng ta phải thực hành lấy. Còn nếu rồi chúng ta không chịu thực hành theo thì thôi, Đức Phật Ngài cũng định bó tay. Bởi vì Ngài chỉ cho một cái đuốc, Ngài bảo rằng hãy đốt cái ngọn đuốc lên với ánh sáng này và đi theo con đường đó mà thoát khỏi khu rừng. Chúng ta không chịu làm, chúng ta bắt là Ngài phải nắm tay mình để mà dẫn đi thoát khỏi khu rừng đó. Đâu có được thưa quý vị. Ngài đã đi qua rồi, Ngài đã giải thoát rồi, còn bây giờ chúng ta còn ở trong rừng sâu vô minh thì chúng ta phải nghe theo lời Đức Phật, tự thắp đuốc và đi. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì chúng ta nghỉ, còn vài phút nữa chúng ta sẽ chuẩn bị để qua bên rừng lớp Phật Pháp của Thích Thầm Má. Giờ đây không thấy Thượng Tọa Minh Hạnh. Bây giờ nhé, xin thỉnh sư tử Đức Quang Hỷ chúc phúc phương báo cho rừng. Nam Mô Bồ Thầy. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào bà cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt cho chư tăng để phúc chúc phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Tê tha la tha sukhita virona putta sa sanh aroga sukhita ho tha sa sabbe nya ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sitya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang etasming ratanatayasming sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai. Và chúng con kính